Bonjour, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một clip ăn hết một đĩa hạt bí này nha các bạn nha. Nó sẽ rơi từ khoảng hơn 1000 hạt nha các bạn nha. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nếu bạn nào không tin thì cứ stop video lại và đếm nha. Ok, bắt đầu thôi. Các bạn ơi, ăn từ nãy giờ nửa tiếng rồi. Cũng chưa hết nhở, mình chỉ ăn được có chút đây. Ôi, nhiều quá. Mấy nghìn hạt cơ mà các bạn. Có phải vài trăm hạt thì đâu. Thôi, cố gắng. Mình ăn từ lễ giờ là gần 40 phút rồi mà ăn chỉ hết nửa cái đĩa này thôi các bạn ạ. Mấy nghìn hạt cơ. Đấy, mình ăn được có từng đây thôi. Mình không thể ăn được nữa rồi. Quá là ngán rồi. Chắc cái chỗ này mình sẽ để cho bố mẹ mình hoặc em mình ăn nhá. Và video của mình đến đây là tạm ngừng. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy cho mình một like, một share, một subscribe nha. Cảm ơn các bạn nha.